Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Rất vui gặp lại quý anh chị khách hàng ở kênh của Nam. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng có những giây phút xem video thật là vui vẻ nha. Rồi, thì video ngày hôm nay Nam sẽ báo giá tất cả các màu xe Vision có cửa hàng bên Nam. Anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng xe Vision 2024 á, thì cùng tham khảo video này của Nam tiếp nha. Cửa hàng bên Nam là Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì cứ nhấp vào phần mô tả video sẽ ra thông tin liên hệ bên Nam ha, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Còn không thì anh chị cứ vào Google Maps gõ Head Honda Tân Tiến 2 là nó sẽ dẫn đến cửa hàng luôn nha anh chị. Đó. Rồi thì hiện tại Vision bên Nam đang có sẵn màu trắng nè, màu đỏ nè, hai màu này là của phiên bản cao cấp. Màu xanh là của phiên bản đặc biệt, màu nhám nha. Màu đen nhám của phiên bản thể thao và màu xanh nhám của phiên bản cổ điển. Rồi thì bây giờ anh em quay chiếc nào nó báo giá chiếc đó luôn để cho anh chị dễ tham khảo ha. Nếu như anh chị nào mà có đúng cái màu nào mình đang tìm thì liên hệ Nam. Rồi thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 9 tây tháng 5 2024 rồi. Đó. 9 tây tháng 5 2024 Nam quay chiếc nào báo giá chiếc đó nha anh chị. Đầu tiên là chiếc màu xanh bìa ngoài cùng này đi. Đó, màu xanh nhám của phiên bản cổ điển ha. Bản cổ điển thì nó có hai màu nha anh chị, màu xanh này với cái màu vàng nhạt. Đây, đây là màu nguyên bản nguyên zin của nhà sản xuất nha, và lưu ý là bên em không có màu độ nha anh chị. Đó. Phiên bản này là bánh lớn nha, 16 inch, mâm sơn màu bạc, phuộc sơn màu đen nhám. Đó, hai bên cánh bửng thì nó có hai cái tem nè. Bản cổ điển thì cái tông màu yên anh chị là nó là da màu nâu nha. Nó hơi ngược nắng tí nên đôi khi nó hơi chói nắng anh chị thông cảm nha. Năm quay lướt qua thôi chứ xe này nó không quay kỹ nữa. Tại vì xe này thì nó khá là quen thuộc rồi. Mà chủ yếu là cho anh chị xem lại cái màu của xe thôi. Đó, cái tay dắt phía sau này, cái này là anh chị bên Nam hay gọi là tay dắt đó, sơn màu bạc. Đó, lò xo phục sau thì sơn màu đen, sơn bóng. Máy thì sơn màu đen nhám nha anh chị. Máy là 110 ha, Vision là không có 125 nha. Đó, cái tem chữ Vision thì nó là màu đen, vẫn là chữ nổi nhưng mà nó màu đen ha. Đây. Rồi khóa thông minh luôn. Đó, đồng hồ thì điện tử kết hợp với cơ nha anh chị. Đó. Rồi thì Vision phiên bản cổ điển cái màu xanh nhám này bên Nam đang bán ở mức giá là 38 triệu nha anh chị. 38 triệu. Rồi tiếp theo đó là màu đen nhám nha. Nó quay từng màu như thế này cho anh chị dễ xem, ví dụ như đúng cái màu này mình thích đó, thì anh chị liên hệ Nam. Rồi đen nhám thì thực ra thằng đen nhám với cái thằng xanh nhám đó, nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về cái cách đặt tên thôi anh chị. Đó, còn cái kiểu xe là hai chiếc này giống nhau ha. Đây cái bánh trước nó xài bánh lớn giống nhau rồi nhưng mà nó khác về cái màu sơn, thay vì nó sơn bạc thì nó sơn đen. Đó. Rồi phục thì vẫn là sơn đen nhám nha anh chị, mâm sơn đen. Đó. Còn mâm của chiếc màu xanh nhám thì sơn bạc. Rồi đây đèn xi nhan nè, có đèn định vị ban ngày anh chị, chỗ này nè. Rồi phía sau cái chiếc màu đen nhám thì cái tay dắt phía sau nó sơn màu đỏ nha anh chị, cái này mặc định của nhà sản xuất nha. Rồi cái chữ Vision này thì nó không xi màu đen mà nó xi màu đỏ, đây xi màu đen nè. Chiếc màu đen nhám thì nó xi màu đỏ nè. Tem thì tem màu đỏ luôn. Đây góc mà anh chị dễ thấy nè. Bên đây thì nó xi màu đen, tem nó màu bạc, còn bên đây thì cái xe màu đen thì nó xi cái tem màu đỏ, cái tem dán này thì nó màu đỏ luôn. À, yên của con này là màu đen nha anh chị, màu đen chỉ đỏ nha. Đây. Đó, lường đen. Đó, khóa thông minh giống nhau. Đó, đồng hồ tính năng giống nhau luôn. Nói chung anh chị nào thích màu đen á, thì mua cái con đen nhám này là hết bài luôn, đen nguyên con luôn. Còn mấy cái phần đỏ đỏ đó anh chị em thích có thể độ lại ha. Đó, rất là đơn giản. Rồi Vision màu đen nhám này bên Nam đang bán ra với mức giá là 39 triệu nha anh chị. 39 triệu ha, phiên bản thể thao nha. Rồi tiếp theo đó là bản đặc biệt màu xanh nhám nè. Bản đặc biệt có một màu duy nhất thôi nha anh chị, là màu xanh này thôi nha, không có màu xanh thứ hai nha. Đó. Đèn là đèn halogen hết nha. Rồi cũng có đèn xi nhan, đèn định vị giống như phiên bản cổ điển như bản thể thao luôn, nhưng mà khác cái kiểu mâm nè. Cái mâm xe của cái phiên bản mà thấp hơn là bản cao cấp với bản đặc biệt là nó thiết kế kiểu này 8 nan ha, còn này là 5 nan. Đó. Và kích thước của bản đặc biệt với cái bản cao cấp á, là nó nhỏ hơn 14 inch, còn bản này là 16 inch nha. Vì thế là cái chiều cao của cái xe mà bánh lớn á, nó sẽ cao hơn cái chiều cao của xe bánh nhỏ này nha anh chị. Nó cũng là cái phiên bản mới hết
Nhưng không phải là này là bản cũ, kia bản mới nha. Tất cả là bản mới hết, nhưng mà nhà sản xuất thiết kế nhiều loại để cho khách hàng chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như chiều cao khiêm tốn thì chúng ta lựa chọn cái bản bánh nhỏ. Ví dụ như chiều cao chúng ta tốt thì chúng ta có thể lựa chọn một bản bánh lớn. Cái này tùy theo sở thích nha. Nhưng mà Nam nghĩ đó có thể là ý đồ của nhà sản xuất nha anh chị. Bản đặc biệt thì cái tem chữ này nó xi màu vàng, và đặc biệt là nó không có cái tem dán ha, nó chỉ có tem chữ Vision 3D nổi thôi. Cái bản thể thao với bản cổ điển nó mới có tem dán nghe anh chị. Có những anh chị nói là không thích cái tem này, mình mua về mình không thích mình lột cái bỏ được nha anh chị. Tại vì cái này là xe nguyên zin của nhà sản xuất, còn này cái tem dán nó không thích thì bỏ thôi chứ không nó hưởng gì hết nha. Rồi mâm trước mâm sau sơn màu đen nè, thắng cơ ha, lốp máy sơn màu đen, máy vẫn giống nhau hết nha. Rồi đây hộp lấy đồ rồi nè, vẫn là khóa thông minh nha anh chị. Đó. Rồi Vision phiên bản đặc biệt màu xanh nhám này bên Nam đang bán ra mức giá là 36 triệu 500 nha anh chị. 36 năm ha, phiên bản đặc biệt. Rồi, tiếp theo đó là phiên bản cao cấp. Có hai màu, đó là màu trắng và màu đỏ đô. Duy nhất hai màu nha. Đây. Đó. Trắng và đỏ đô. Thiết kế của mâm thì nó giống như cái phiên bản đặc biệt ha, nhưng mà nó khác cái màu sơn thôi. Gọi là bản bánh nhỏ đó anh chị. Đây, sẵn quay cái mức tiêu hao nhiên liệu cho anh chị xem luôn nè. Hay ngược nắng xin 1,85 lít trên 100 km nha anh chị. Tất cả các xe mức tiêu hao nhiên liệu đều giống nhau hết nha. Rồi cái phiên bản cao cấp này á thì nó sử dụng cái da yên á là màu nâu nha. Đây mặc định của nhà sản xuất nha anh chị. Đây là tất cả những cái xe cái vì zin của nhà sản xuất hết nè, chứ bên này không có độ, không có can thiệp vào. Anh chị đi mua mà khác như thế này là bảo đảm xe đó độ lại rồi. Còn ví dụ anh chị thích thích xe độ thì ok không nói ha, còn chị muốn mua xe zin mà khác cái này là chắc chắn 100% là đã bị làm lại rồi nha. Đó. Lốp máy thì sơn màu bạc, lò xo phuộc thì sơn màu đen, cái này phuộc này không có chỉnh được nha anh chị. Và máy của Vision là USB cộng, USB thường nha, chưa có cộng nha, 2V thôi. Máy 110 thắng cơ giống nhau hết nha, vỏ không có ruột nha anh chị. Rồi tay dắt phía sau nè, sơn màu bạc hết, cốp xe khóa thông minh nè. Rồi đồng hồ điện tử kết hợp với cơ nè, tất cả các xe đều có chế độ dừng đèn xanh đỏ, máy tự tắt hết nha, điện top. Chiếc màu trắng nè. Nhiều anh chị nói là thích cái bờ cổ phía sau nó cùng màu phía trước, ví dụ như xe này trắng thì cái bờ cổ chỉ là màu trắng luôn, và chỉ có phương án thôi, anh chị mua về rồi anh chị mua cái bờ cổ màu trắng gắn vào thôi, chứ nhà máy không có sản xuất cái đó màu trắng nha anh chị. Rồi giá bán luôn, Vision phiên bản cao cấp màu trắng với màu đỏ này bên Nam đang bán ra mức giá là 35 triệu nha anh chị. 35 triệu ha. Tất cả giá xe Nam báo nãy giờ là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào ngoài tỉnh mua xe này á, thì Nam giao xe, giao hồ sơ gốc về anh chị đăng ký biển số giúp Nam ha. Còn những anh chị nào mua xe cửa hàng bên Nam và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp ha, thì giá này Nam báo anh chị ra tới biển số cầm trên tay, không phát sinh thêm tiền. Với điều kiện là giá xe được báo vào ngày chính tay tháng 5 2024 nha. Lưu ý là giá xe có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Còn trả góp á, thì xe này anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng tối thiểu tầm khoảng 8 triệu rồi tới lên hồ sơ trả góp được nha. 8 triệu nha anh chị. Còn mua xe trả góp mà không có trả tiền trước á, là bên em không có chương trình đó nha. Phải trả trước tối thiểu là tầm khoảng 8 triệu thì mới có thể lên hồ sơ trả góp được nha anh chị. Thủ tục thì bây giờ chỉ cần căn cước công dân, bản gốc ha, đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu. Trường hợp bị nợ xấu thì bên em cũng thua luôn nha anh chị. Anh chị nào quan tâm về giá xe, về góp á, thì cứ liên hệ, thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả. Còn không á, thì cứ comment để lại số điện thoại ha. Nam sẽ chủ động liên hệ lại tư vấn cho anh chị ha. Tất cả các bánh xeo của các phiên bản đều bằng nhau hết nha, đều là 14 inch hết, thể thao, cổ điển, cao cấp, đặc biệt gì là giống nhau hết á, nhưng khác nhau về cái kiểu thiết kế của cái mâm thôi, kích thước là bằng nhau, nó chỉ khác nhau về kích thước của cái mâm trước thôi nha anh chị. Kích thước của mâm trước phiên bản thể thao, phiên bản cổ điển là 16 inch, còn ba phiên bản tiêu chuẩn cao cấp với đặc biệt là nó 14 inch ha. Còn bánh sau là giống nhau hết, một phần giống nhau, máy giống nhau hết nha. Có nhiều anh chị nói là bản bánh lớn máy nó tốt hơn hay sao, là không phải nha, tất cả những xe này máy giống nhau hết, nó chỉ khác nhau cơ bản về cái tên gọi và cái màu sơn thôi. Còn cái phiên bản thể thao với bản cổ điển nó khác về kích thước bánh trước to hơn tí thôi, còn lại là về khóa thông minh giống nhau nè. Đây tất cả xe khóa thông minh giống nhau hết,
đồng hồ giống nhau, chế độ công nghệ giống nhau, ví dụ dừng xanh đỏ nè, đồng hồ điện tử kết hợp với cơ nè, có cổng sạc điện thoại luôn. Nó quay chiếc đỏ bìa bên kia cho anh chị xem, dễ lấy remote là giống nhau hết ha, nó không có khác biệt nha anh chị. Máy 110 thôi chứ không có 125 nha. Đây, tất cả các phiên bản đều có cổng sạc điện thoại nằm ở bên trái nè anh chị. Đây, hơi khó thấy một tí ha, anh chị thông cảm nha. Remote nè, remote thì hai nút bấm hai tính năng ha, mở ngọn nến với tìm xe nha, không có chống trộm nha anh chị. Đó, nó chỉ có hai tính năng thôi, lưu ý là không có chống trộm và mỗi xe là trang bị hai cái remote nha. Đó. Rồi thì đó là tất cả thông tin về cái xe Vision của tháng 5. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam, khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe nè, về giá nè, về chương trình trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe, đặc biệt là về giá xe ha. Để cho anh chị nào quan tâm về xe của nhà Honda thì chúng ta sẽ dễ tham khảo hơn. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.